có thủ đưa con này bảo vệ biết cả đất à, bác nạt con đứa đứa con làm thế bố làm trả lên hộ bố được với con và cái này thì hôm qua cho biết cái gì sao ra lui ra nào. Đó, ngắm cái ông ngắm một kịch vào đây rồi mẹ bố cho vào nó tưởng chiếc bẹo này lui ra thấy nó dầm lên lên này. Ừ. Ê, cọc cây vào nâng kéo nhẹ kéo gì kéo cái đế cột xe đa xây qua đây là được đấy đâu không kéo rồi cho nó sập lại con gạch này để vào đây đây là cái nha về đây đây kêu gạch đây đây xuống rồi búa đây hay hòn viên gạch thế này đó ấy. Cái gạch nó đúng không kia chui vào hay không? Nhấc lên, nhấc lên, nó đầu kia nó đan nhầm sắt kìa. Nó đan nhầm sắt dù cái gì, nó đan nhầm sắt kia dù cái gì. Cây nó chọc rồi, ông này còn thấp xuống nữa thì đến lúc ông nhấc lên ốm. Mất cái cổ. Nhưng bóng này, cái sắt kia nó đan nhầm thế thì... Cần nhấc lên. Nhấc bóng lên mới được. Đấy, đấy, trời, nói thôi. Đất cái dẹp đất nước bỏ ra đi, nước dẹp vào đất đi. Đất này ai nó được? Đất này còn tay bốc. Bốc được à? Bốc được. Em ăn còn bốc được. Ê, quên. Nó nhầm ăn. Bốc được gì đó. Chưa là... Đấy này thì rơi xuống rồi. Nó mạnh sao quá. Kéo một nón.
ném đi ném vô hùng á. Đã bắt đầu mẹ đến từ khi giờ sáng giờ bây giờ là trưa nó đã ôn lại cái giờ sáng à. Hết bực con đến bố bực hết cả mình. Cho một mồm đất khỏi nói nhiều. Mày phạt mẹ chứ không chừng chết mẹ. Rất mà. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau nhá.